Chào các bác nhá. Hôm nay cũng có một chuyến hành trình đi lái lan. Thì ngăn đây thì cũng gặp một cái cây tích tụ cũng rất là đẹp rồi này. Đây này. Dài lắm các bác ơi. Dài lắm, cái dòng tích tụ này thì mặc hoa cũng khá đẹp nhá. Nó bán vào trên vách đá này, có một cái mình thân tơ nhá. Đây nhá các bác nhá. Đây này, dòng tích tụ đây. Rất là đẹp luôn. Cái lá của nó ấy, khá là nhiều luôn. Nhưng mà những cái cây con này thì sẽ để lại thôi. Lấy cây mà nó to hơn một tí. Em lấy được một cái cây rớt xuống dưới kia rồi nhé. Đây các bác, đây là một cái cây kiến hồng đây nhé. Đấy. Củ rất là đẹp luôn nhá. Nó mọc thêm một cái cây mới nữa. Cái củ to thế này thì chắc là năm ngoái nó năm sang năm nó sẽ nở hoa nhá. Cái dòng này thì nó chủ yếu là ở theo cái bờ suối nhỏ nhỏ này nhá. Đây cũng có một cái con suối nhỏ nhỏ nhá. Đây cũng có hai cây hải hồng. Hai cây này thì chắc sẽ để nó làm giống thôi nhá các bác. Đây rất là nhỏ luôn. Em lấy những cái cây to này thôi nhá. Đây này. Cái to này thì mới lấy nhá. Hôm nay thì cũng thấy cũng được 2-3 cây hải hồng nhá các bác. Cũng được chừng này lan tích tụ nhá. Cái lá này do lúc mang đi theo trên rừng thì nó bị gãy mất cái lá này. Đấy. Được một chắc là cái này chắc tầm 4 năm rề gì đó tích tụ nhá. Thì em sẽ lấy cái kiến hồng với cái này xong là sẽ đi kiếm tiết. Đây các bác ơi, đây có một cái rễ lan thanh đặng hàn long nhá. Đấy, dòng thanh đặng hàn long này thì mặc hoa cũng rất là to luôn, cũng rất là thơm nhá. Đấy, đây này. Nó bắt đầu mọc những cái kỳ mới nhá. Đấy. Giờ tiến sẽ lấy rễ này về chia cho những cái bác mà muốn sưu tầm cái dòng thanh đặng hàn long này nhá. Đây. Này thì chắc phải do nó không mọc theo cái rễ lớn thì chắc phải tách đi được 2 rễ gì đó nhé để chia cho nhiều bác. Các bác ơi, bây giờ thì em cũng lấy được một cái cây hải táo lá trơn rồi nhá. Đây này. Đấy. Đây này. Nó cũng trơn nhẹ thôi. Đây này, các bác nhìn thấy cái dòng nó không trơn này, đây này, rất là cái này thì nó sọc nhiều, trấn nhiều nhá. Cái cây này thì nó không trấn nhá. Đấy, hải táo nhá. Đây này. So sánh cho các bác luôn. Đây này. Vận lá của nó không có trấn nhiều như cái loại bên này nhá. Còn là xanh xanh nữa sao ấy các bác ạ. Đây này. Cái gốc của nó này, nó không tín luôn. Cái gốc của nó màu trắng luôn, màu xanh luôn, xanh xanh luôn. Bắt đầu mà lấy được, có nhu cầu lấy cái cây này thì cứ nhắn em nhé. Cái này, các bác nhìn được cái loại này thì cái gốc nó màu tím nhá. Đây này. Đấy. Đây, cái dòng này thì màu tím hết này. Đó. Còn cái này thì nó không tím nhá. Đấy. Đây này các bác này. Đây là cây hải hồng nhá. Vừa mới lấy bên cái bờ suối bên này nhá. Cái dòng hải hồng này thì nó hay ở những cái bờ suối này thôi nhá. Đây. Cái này thấy nó nở hoa hết rồi. Nó đang mọc cái cây nhỏ bên này nhá. Cũng là hôm nay cũng khá là may mắn lấy được một cái cây hải táo lá trơn nhé. Bắt đầu muốn sưu tầm cái loại độc lạ thì cứ nhắn em nhé. Đây các bác, đây là một dòng cỏ gì mà nó có hoa rất là đẹp luôn. Đây này. Hoa của nó rất là đẹp nhá. Cái cỏ này không to mấy nhưng mà hoa rất là đẹp. Đó. Bên này cũng có một cái cây thanh đạm tuyết ngọc. Củ rất là tròn luôn.
bên này là có một cái cây hải táo nhỏ, bên này rất là xinh luôn các bác ạ. Hải táo nhé, biết có phải là gốc không, xanh xanh không và nó tím một tí đâu, nó không phải là gốc xanh xanh. Đây này các bác này, bây giờ đã lấy được một ít lam đầm lầy rồi nhá. Mùa này thì đang vào mùa hoa của nó nhá. Đây này, nó đang có nụ đây, nó đang cho nụ nhá. Đấy, rễ bên này thì nó có ba cái nụ, lấy được bốn rễ nhá. Bốn rễ này thì bắt đầu mà lấy thì em sẽ gửi cho bác đó nhá. Giờ thì bắt đầu đi về thôi. Hôm nay thì đi lấy lan thì cũng không gặt cái gì nhiều nhé. Giờ thì bắt đầu đi về thôi.